Thưa toàn thể bà con nhân dân, sau gần 2 tháng nỗ lực cố gắng, đến nay thì chúng ta đã hoàn thành toàn bộ cái công tác trộn phân lấp hố. Và trong cái quá trình triển khai vừa rồi thì có những cái thời điểm thời tiết nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Tuy nhiên với cái sự nỗ lực, cố gắng, sự quyết tâm của người dân thì đến nay chúng ta đã hoàn thành được hai cái khâu quan trọng nhất và tốn nhiều công sức nhất là cái khâu đào hố và khâu trộn phân lấp hố. Và đến thời gian tới chúng ta chỉ còn lại một khâu cuối cùng là khâu trồng cây. Cái khâu này thì không đòi hỏi quá nhiều công sức nhưng lại yêu cầu cần phải tuân thủ đúng kỹ thuật và cần phải tỉ mỉ, cẩn thận để đảm bảo cây trồng khi trồng xuống thì cây không bị vỡ bầu, cây không cành cây không bị dập nát. Đây là cái cây giống sẽ được cấp phát cho bà con chúng ta tiến hành trồng. Cây đây là cây ghép và cây ghép này là được lấy mắt ghép từ các cái cây đầu dòng rất là sai quả, được tuyển chọn kỹ lưỡng. Nên là với các cái cây ghép này thì sau này cái cây mắc ca chúng ta trồng thì chắc chắn là sẽ có quả và sẽ sai quả như là cây mẹ. Và với những cái cây ghép này thì tất cả những cái mắt ghép, những cái cành mà mọc ở dưới mắt ghép, đây là mắt ghép của chúng ta đây, mắt ghép đây. Thế thì những cái cành mà mọc ở bên dưới mắt ghép này thì chúng ta sẽ phải cắt bỏ, và trong cái quá trình chăm sóc sau này thì chúng ta cũng phải tiến hành khi mọc ra những cái mầm cây mà dưới mắt ghép ta phải cắt bỏ, bởi vì những cái cành này thì sau này có sinh trưởng phát triển lên thì cũng sẽ không cho quả vì mọc ở dưới mắt ghép. Và khi cắt thì bà con lưu ý chúng ta phải dùng kéo để cắt, tránh trường hợp dùng tay bẻ thì nó sẽ dẫn đến xước cái cây và là làm cho sâu bệnh là tấn công vào cái cây này. Đấy, chúng ta phải dùng kéo cắt. Đấy, và cái cây giống cấp cho bà con đây là được vận chuyển hàng nghìn km ra tập kết tại huyện Tuần Giáo từ tháng 3 năm 2024, có cái thời gian để luyện cây, để cây quen với thời tiết khí hậu. Đấy, và hàng ngày thì huyện phải huy động rất nhiều xe bồn để chở nước tưới cho cây. Do đó có thể thấy là để có được một cái cây giống khỏe mạnh cấp cho bà con tiến hành trồng thì huyện đã phải rất là nỗ lực, rất là kỳ công, rất là vất vả. Do đó đề nghị bà con chúng ta hãy nâng niu, hãy trân trọng những cái cây giống này và thực hiện đúng cái quy trình kỹ thuật để đảm bảo cái cây trồng trồng xuống là cho sinh trưởng phát triển tốt. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành trồng cây. Thế thì trước khi trồng cây thì chúng ta cũng phải cùng nhau nhìn lại những cái sai sót, những cái tồn tại, những cái bài học kinh nghiệm mà đã rút ra được từ cái vụ trồng của năm 2023. Thì trong quá trình trồng cây vụ năm 2023 thì đã có rất nhiều những cái sai sót xảy ra dẫn đến cây bị chết, một số cây mắc ca bị chết. Cái sai sót thứ nhất là khi người dân tiến hành trồng cây là có rất nhiều hộ là không rạch cái bầu này, để nguyên cái bầu cây đặt vào trong hố trồng, dẫn đến là cây dễ không đâm ra được và cây bị chết. Cái thứ hai nữa là quá trình trồng thì không cắt đáy bầu mà chỉ cắt bên trên này và rạch ra để trồng vào. Đến thứ nhất, cái thứ hai, cái sai sót thứ hai mà năm ngoái chúng ta gặp phải đó chính là việc trồng quá sâu. Với cái tâm lý của người dân là trồng càng sâu càng chắc. Thế nên là khi trồng sâu như vậy thì cái áp lực đất ở bên trên là lèn chặt xuống dưới cái bầu cây. Dẫn đến là dễ không phát triển được. Khi đất bị lèn chặt thì dễ không phát triển được. Cái thứ ba nữa, cái sai sót của chúng ta năm ngoái khi ta trồng là chính là cái việc mà khi trồng thì người dân lấy chân dậm vào các cái khu xung quanh bầu. Đấy, và như vậy cũng sẽ làm cho đất bị lèn chặt và dễ cũng không phát triển được. Thế thì là cái thứ tư nữa là sau khi trồng thì người dân là không chống cây. Đấy, rồi không tưới nước, không tạo bồn. Đấy là cũng là những cái nguyên nhân làm cho cây chết. Thứ nhất là việc không chống cây. Đấy là cây mắc ca là cái cây mà có rễ nông, rễ chùm, ăn nông. Đấy, và không chống thì khi có gió là cây sẽ bị đổ. Thứ hai là cành cây mắc ca này rất là giòn. Chúng ta mà không chống thì là cây sẽ bị, khi có gió là rất dễ bị gãy cành. Đấy, cái thứ hai nữa là không tạo bồn. Thì với cái đất của chúng ta là đất dốc, địa hình đất dốc. Nếu mà chúng ta không tạo bồn thì khi mưa xuống thì lượng nước mưa sẽ trôi tuột xuống và không giữ lại lượng nước ở trong hố đào.
để tạo độ ẩm cho hố. Cái thứ ba nữa là không tưới nước. Với những cái cây maca mới trồng thì chúng ta cần phải chịu khó tưới nước. Biết là đây là việc rất khó khăn vì cái công tác vận chuyển nước là rất vất vả. Tuy nhiên là với những cây maca mới trồng, bà con chúng ta cần phải chịu khó tưới nước thì mới đảm bảo được cho cây sinh trưởng. Tiếp theo là đến cái khâu trồng, thì đây là cái hố đào mà chúng ta đã chuẩn bị đào hố rồi đã trộn phân, đã lấp hố được hơn một tháng và đã có một số trận mưa đầu mùa để mà nước mưa ngấm xuống. Đấy thì bây giờ và chúng ta đã cắm cọc tìm hố đây đúng theo hướng dẫn. Đây là cái hộ gia đình này là thực hiện là rất đúng theo hướng dẫn của huyện thì trong cái công tác đào hố cũng như là công tác trộn phân lấp hố. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ rút cái cọc tim này ra và tiến hành đảo lại. Chúng ta tiến hành đảo lại hố. Đấy, tiến hành đảo lại hố. Để đảo lại hố để cho đất tơi xốp, đất đều, đều. Cũng như là một số những cái vị trí mà phân trước đây trong quá trình trộn phân lớp hố mà chúng ta chưa trộn đều thì hiện nay chúng ta đảo lại. Bà con đảo lại và đang nhìn vẫn còn phân đấy. Người ta đảo lại để mà cho cái lượng phân này nó đều hơn vào trong đất. Đấy, như vậy là chúng ta đã đảo lại hố xong. Thế sau khi đảo xong thì trước khi trồng thì chúng ta sẽ tiến hành là đào một hố. Chúng ta sẽ tiến hành đào một cái hố nhỏ. Đấy, và cái hố đào này là sẽ có chiều sâu bằng đúng cái chiều sâu của mặt bầu này. Bằng đúng chiều sâu mặt bầu. Đây cái chiều sâu bầu là 20 phân. Thì chúng ta đào đúng một cái hố là sâu 20 phân. Đào đúng hố một sâu, hố sâu 20 phân. Đấy, và cái chiều rộng của cái hố này là rộng hơn cái bầu cây một chút thôi. Để ta đặt vừa, làm sao là để đặt vừa cái bầu cây vào trong này. Đấy, đây chính là tránh cái tình trạng như năm ngoái là rất nhiều hộ dân là chúng ta đào cái hố này quá to và quá sâu, dẫn đến là chúng ta trồng cây rất là sâu. Đấy, và khi trồng cây sâu như vậy là sẽ không đảm bảo đúng kỹ thuật và rễ cây thì bị lèn xuống và không phát triển được. Đấy, thế chúng ta đào một cái lỗ bằng đúng cái chiều sâu là bằng đúng cái chiều dài của bầu cây này. Đấy. Đấy, thế thì sau đây tiếp theo, sau khi đào xong cái hố này rồi, ở tim hố đào. Thế thì chúng ta sẽ tiến hành cắt đáy bầu. Đấy. Trong quá trình làm thì đề nghị bà con chúng ta phải hết sức nhẹ nhàng. Và trong cái quá trình cắt đáy bầu này thì những cái rễ mà mọc ra bên ngoài bầu thì chúng ta tiến hành cắt bỏ. Những cái rễ mà mọc ra bên ngoài. Những cái rễ mọc ra ngoài thì chúng ta cắt bỏ để cho cây ra rễ non. Thế thì đấy, chúng ta cắt bỏ các cái rễ mà mọc ra ngoài. Đấy, sau đó thì sau khi đã cắt đáy bầu cây xong thì bà con chúng ta tiến hành rạch một đường. Ta sẽ rạch khoảng 2/3 cái bầu cây từ đáy. Ta rạch từ đáy, bà con lưu ý chúng ta rạch từ đáy lên đến 2/3. 2/3 bầu cây. Đấy, thế là được. Đấy, và sau đó thì ta sẽ tiến hành nhẹ nhàng đặt cái bầu cây này vào trong hộ. Và sau đó thì bà con chúng ta sẽ tiến hành lấp 1/2 hố. Lấp 1/2 hố và lấy tay lèn chặt. Đấy, sau khi lèn chặt xong thì bóc cái bầu cây ra và rút lên. Tại sao chúng ta phải làm như này? Như này để không bóc sẵn bầu cây ra và bê nguyên cái bầu đất này đặt vào, vì như vậy sẽ rất dễ bị vỡ bầu. Thế mà chúng ta chỉ có cắt một phần đặt vào lớp 2/3, sau đó lấy tay ấn chặt và tiếp theo mới bóc vỏ bầu cây và rút ra. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục vun đất vào. Đấy, ấn tiếp. Lưu ý là trong toàn bộ quá trình này thì đề nghị bà con chúng ta làm bằng tay. Chúng ta không làm bằng tay. Đấy, và tuyệt đối không được dùng chân để dẫm vào các cái hố này. Đấy, như vậy là chúng ta đã tiến hành trồng xong. Đấy, trồng xong. Thế thì sau khi trồng xong thì bà con chúng ta sẽ tiến hành tạo bồn. Tạo bồn ở đây chính là ta sẽ tạo một cái rãnh. Ta đào một cái rãnh sâu khoảng 5 cm xung quanh cái hố đào này. Đào một cái rãnh xung quanh. Đào một cái rãnh xung quanh này.
Đấy. Đấy thì đây chính là khi ta đào một cái rãnh xung quanh này để khi mưa xuống thì lượng nước mưa sẽ ngấm vào. Sẽ ngấm vào và tọng lại để tạo độ ẩm cho cây. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành tủ gốc. Đề nghị bà con chúng ta tốt nhất là lấy được rơm, để tủ gốc. Tủ dày khoảng từ 10 đến 15 cm và tủ cách gốc, cái gốc cây này là 10 cm. Chúng ta tiến hành tủ gốc. Sau đó thì ta tiến hành chống cây thì cứ để bà con nhân dân là cái việc chuẩn bị cái que chống này cũng rất là quan trọng. Qua quá trình vừa rồi trồng thì khi đi kiểm tra chúng tôi sẽ thấy rất nhiều các cái que chống là rất là mỏng manh. Đấy, chúng ta rất mỏng manh đấy, và rất yếu. Đấy, thứ hai nữa là không đủ 3 que chống mà chỉ có 1 que. Đấy, thế thì đề nghị bà con chúng ta cần phải chuẩn bị các cái que chống là chắc chắn để chúng ta còn sử dụng lâu dài. Đấy, thứ hai nó mới đạt hiệu quả về chống cây. Và ta phải dùng 3 que chống theo 3 hướng. Và cái chống theo 3 hướng. Đấy. Dây buộc. Đấy, và đây là chúng ta tiến hành buộc dây vào và cái vị trí buộc. Cái vị trí buộc là bà con lưu ý là chúng ta buộc ở phía trên mắt ghép. Đây mắt ghép ở dưới đấy. Đấy mắt ghép là cái vị trí yếu nhất mà cần phải bảo vệ, nên là chúng ta phải buộc ở phía trên mắt ghép. Đi mắt ghép. Đây. Đấy, đầu tiên là chúng ta buộc cái cố định cái ba cái cây trống này trước. Đấy, sau đó người ta vòng sang buộc vào cây, ta buộc một cách nhẹ nhàng, ta không buộc quá chặt, không thích quá chặt, đấy, buộc một cách nhẹ nhàng. Đấy. Đấy, và như vậy là chúng ta đã tiến hành trồng xong, đấy, chống cây xong và sau đó là tiến hành tưới nước. Thế thì điều yêu cầu bắt buộc là sau khi trồng xong là ta phải tưới nước. Đây là điều bắt buộc và mỗi gốc cây phải tưới được từ 15 đến 20 lít. Chúng ta phải tưới nước để đảm bảo vì đây là cây mới trồng. Kể cả đang chúng ta trồng vào mùa mưa thì vẫn phải tưới nước. Bà con lưu ý cái nội dung này và hãy cố gắng tuân thủ để triển khai thực hiện. Và sau khi trồng xong thì bà con chúng ta phải thường xuyên tiến hành thăm vườn. Đấy, 3 ngày một lần đi kiểm tra cái quá trình sinh trưởng của cây, xem có phát hiện sâu bệnh, rồi thường xuyên chăm sóc, tưới nước. Đấy, và quá trình sau này chúng ta thường xuyên kiểm tra cái cây trống. Trường hợp mà cái dây buộc cây bị mục, đấy, rồi cây trống bị hỏng là chúng ta phải thay thế bằng các cái cây trống khác và thay bằng cái dây khác. Và thường xuyên kiểm tra xem là có bị mối không. Đấy, mối không, có mối thì sẽ phải báo để chúng ta còn tiến hành xử lý mối rồi sâu bệnh. Chúng ta sẽ được xuống giống và trồng trong cái khoảng thời gian từ cuối tháng 5 cho đến trong tháng 6. Thì đây là trồng vào cái thời gian mùa mưa. Đấy, tuy nhiên thì cũng sẽ không thể tránh khỏi được một số những cái đợt mà nắng nóng gay gắt. Đấy, như vậy thì khi gặp các cái cây mới trồng mà gặp các đợt nắng nóng gay gắt thì bà con chúng ta phải tiến hành tưới nước. Chúng ta phải chịu khó, phải cố gắng để vận chuyển nước lên tưới và tối thiểu là mỗi một tuần phải tưới một lần trong các cái đợt nắng đấy. Và mỗi một lần tưới phải đạt từ 15 đến 20 lít. Cây giống của chúng ta thì được tập kết tại xã Quầy Nưa và cái cây được cấp phát bàn giao cho người dân tại cái vị trí tập kết là tại xã Quầy Nưa. Và người dân thì chủ động tiến hành thuê xe rồi các tổ hợp tác thì cử đại diện đến để bốc cây lên xe và vận chuyển về để bàn giao cho các cái hộ dân. Và khi nhận được cây giống mà vào cái hôm thời tiết râm mát có mưa thì người dân chúng ta tiến hành vận chuyển cây giống lên nương và trồng luôn. Nhưng nếu nhận cây vào cái ngày mà có nắng thì chúng ta mang cây về nhà và tiến hành để vào nơi râm mát, tiến hành chăm sóc, tưới nước hàng ngày, đợi hôm trời có mưa thì mới đem lên nương để trồng.